con nào cũng muốn chủ là của mình cả. Cho nên khi được chủ vỗ về, được chủ vỗ về, những cái con mà bản chất chó dữ giống như con này, đây là tôi lập lại, một cái đẹp duy Hà Lan 3 năm tuổi, gần 3 năm tuổi, đây là một cái lean chó rất là dữ dội. Không phải tất cả những con đẹp duy Hà Lan đều dữ dội như con này, nhưng đây là một cái lean đặc biệt, gọi là lean chó dữ, lean chó tấn công, gọi là tấn công vô giới hạn của con cái của những con chó này. Có thể tôi sẽ chuyển về Việt Nam nếu như trình độ của các người ở Việt Nam, cái trình độ huấn luyện cho tôi hiểu rằng các anh đã đến cái mức độ sử dụng được con chó căn bản là tấn công vô giới hạn, nhưng chúng ta huấn luyện để trở thành tấn công trong điều kiện và có điều kiện. Khi đã huấn luyện được những con chó như con chó này vào trong trạng thái tấn công với điều kiện, tấn công trong yêu cầu, thì đây là một sự yên tâm tối đa cho những người ở Việt Nam mà cần phải lại cái dòng chó chung, tức là cái dòng chó tối đa là 35 kg, là 35 kg. Con chó này 33 kg. Đúng. Các bạn thấy, trong khi đây là con chó Bushu, này 45 kg. Đối với bối cảnh ở Việt Nam, thực tế theo tôi nghĩ là không cần phải dùng những con chó cỡ 45 kg, 50 kg như con chó này. Đây là dòng Bushu, nó điềm tĩnh hơn rất nhiều. Tức là sau 2 năm nó điềm tĩnh hơn rất nhiều đối với dòng chó khác. Huấn luyện Bushu, nhiều người ở Việt Nam có lẽ là bởi vì chưa có cái thâm nhập sâu về dòng Bushu, cho nên có cái suy nghĩ rằng dòng Bushu nó huấn luyện khó. Thực ra Bushu, cái giai đoạn gọi là giai đoạn măng sữa, cái giai đoạn có nứt của Bushu nó kéo dài hơn Malinois khá nhiều. Con chó Malinois 12 năm đã có thể coi được rằng đó là con chó trưởng thành. Tức là con chó ngang ngửa với người con người 20 tuổi. Tức là khi nó 1 năm nó ngang ngửa với một con người khoảng từ 18 đến 20 tuổi. Đó là con chó Malinois. Tuy nhiên với Bushu thì 12 tháng của con chó Bushu nó mới chỉ bằng cái tâm tánh của một cậu bé khoảng 16, 15 tuổi mà thôi. Nó khác nhau là như vậy. Vâng, tôi sẽ làm những cái clip khác tiếp theo. À, xin con. Thôi đi con.